Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Vợ Đậu. Hôm nay cùng mình vào bếp làm món trứng ngâm nước tương vừa nhanh vừa đơn giản mà ăn cực kỳ bắt cơm nha. Ở đây mình sử dụng 8 quả trứng gà. Phần trứng gà này mình sẽ cho vào luộc từ khi nước còn lạnh luôn nha các bạn. Đối với món trứng ngâm nước tương này thì bắt buộc mình phải sử dụng trứng lòng đào. Và để luộc được trứng lòng đào thì mình sẽ canh khoảng thời gian luộc là tầm khoảng 6 đến 7 phút. Tính từ lúc mình bắt đầu bật bếp cho đến khi xong. Sau khi luộc xong thì mình sẽ vớt ra bỏ vào tô nước lạnh như thế này tầm khoảng 5 phút. Sau đó mình tiến hành bóc vỏ. Để lột vỏ trứng dễ hơn thì mình sẽ dùng cái muỗng mình đập quanh quả trứng như thế này để phần vỏ trứng bên ngoài dập hết. Sau đó mình nhẹ nhàng tách hết cái lớp vỏ ở bên ngoài này ra. Tại vì trứng lòng đào thì hay bị sát vào bên trong lắm các bạn, nên khi bóc thì mình cẩn thận một chút ha. Bây giờ mình sẽ để phần trứng này qua một bên. Tiếp đến mình sẽ chuẩn bị phần nước tương để ngâm trứng. Ở đây mình sử dụng 2/3 chén nước, 1/2 chén nước tương và 1/2 chén đường. Mình bắt lên bếp, mình nấu sôi khoảng 2 phút, sau đó mình tắt bếp và để nguội. Trong thời gian đợi nước tương nguội thì mình sẽ quay sang rang một ít mè trắng. Mè trắng mình sử dụng khoảng 1 muỗng ăn cơm là đủ rồi nha cả nhà. Nhưng mà tiện rang thì mình rang nhiều luôn ha. Mình để vô hũ mình sử dụng dần dần. Và ngoài trứng, nước tương và mè rang mình vừa mới chuẩn bị thì ở đây mình sẽ chuẩn bị thêm một ít hành lá, hành tím và ớt. Các bạn có thể thêm hành tây hoặc tỏi tùy theo sở thích của nhà mình. Về phần hành lá, hành tím và ớt thì mình sẽ cắt miếng nhỏ vừa ăn. Tất cả các nguyên liệu đã được chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái tô lớn hoặc là một cái hộp. Mình cho tất cả các nguyên liệu này vào. Đầu tiên thì mình sẽ cho trứng. Tiếp đến mình đổ hết cái phần nước tương. Nước tương mình cho vào phải đảm bảo ngập trứng nha các bạn. Tiếp đến mình sẽ cho hết cái phần hành lá, hành tím và ớt. Cuối cùng mình sẽ cho mè rang lên trên nữa là xong. Mình sẽ ngâm trứng tầm khoảng 6 đến 8 tiếng đồng hồ là mình có thể ăn được. Và các bạn nhớ bảo quản trứng ở trong ngăn mát tủ lạnh ha. Vào những ngày bận rộn hoặc vào những ngày không biết ăn gì thì mình nghĩ món trứng vẫn là món chân ái nhất. Điển hình là món trứng ngâm nước tương này. Khi ăn mình chỉ cần kết hợp thêm một ít dưa leo hay là rau luộc nữa thôi là mình đã có một bữa cơm trọn vẹn để chiêu đãi cả nhà mình rồi. Tuy đơn giản thôi nhưng mà ăn rất là bắt cơm, không thua kém gì những món ngon ở bên ngoài đâu các bạn. Cách làm cũng rất là đơn giản nữa. Các bạn hãy tham khảo và làm để gia đình của mình cùng thưởng thức nha. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Chúc các bạn có những bữa cơm ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.